Thưa quý vị, quý vị vẫn đang theo dõi bản tin FBNC ngày 30 tháng 5. Thưa quý vị, tính toán mới nhất của Hiệp hội Phân bón cho hay là tổng thiệt hại của cả nền kinh tế do nạn phân bón giả gây ra là khoảng 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đây là thiệt hại được tính trên cả ngành nông nghiệp và khu vực sản xuất kinh doanh phân bón. Thống kê của Hiệp hội Phân bón Việt Nam mới đây cho hay, nền kinh tế bị thiệt hại khoảng 2 tỷ đô la một năm do nạn phân bón giả lan tràn. Vì nông dân thường chọn các nhãn hiệu phân bón có tên tuổi, nên đây cũng là những doanh nghiệp bị làm giả sản phẩm nhiều nhất. Phân bón giả không chỉ gây ảnh hưởng xấu cho cây trồng, năng suất thấp, dễ gặp sâu bệnh, khiến mùa màng thất bát mà còn gây thiệt hại cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón khác. Loại phân bón bị làm giả nhiều nhất là phân kali. Đặc biệt, người mua rất khó phân biệt hàng giả hàng thật với những loại phân hỗn hợp NPK, bởi chỉ có các trung tâm phân tích mới đủ phương tiện kỹ thuật để kiểm tra chất lượng thực sự của phân bón. Vì vậy, Hiệp hội Phân bón Việt Nam khuyến cáo nông dân chỉ nên mua sản phẩm tại những đại lý phân phối chính thức, bao bì sản phẩm có ghi chú thành phần đầy đủ nếu là phân bón nhập khẩu cũng cần hỏi hóa đơn hoặc chứng từ nhập khẩu của người bán trước khi mua. Tình trạng nắng nóng và xâm nhập mặn kéo dài trong thời gian vừa qua tại đồng bằng sông Cửu Long đã làm cho năng suất và sản lượng trái cây ở khu vực này giảm, tuy nhiên lại khiến cho giá trái cây tăng khá cao. Theo đó, từ đầu tháng 5 đến nay, thị trường trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long luôn giữ giá ở mức cao. Tại tỉnh Tiền Giang, những ngày này xoài cá hòa lộc đang tăng giá với giá khoảng 50-60.000 đến đồng một kg, nhưng không đủ hàng để đưa đi xuất khẩu sang Nhật. Tại Tiền Giang, thanh long ruột đỏ có giá 35.000 đồng 1 kg, loại ruột trắng là 17.000 đồng 1 kg, tăng thêm 30% so với các tháng trước đó. Hiện giá cam sành tại vườn lên hơn 20 đến 31.000 đồng 1 kg, cao hơn 7.000 đến 10.000 đồng 1 kg so với đầu năm nhưng rất khan hàng, hàng. Tại tỉnh Bến Tre, bưởi da xanh được bán với giá khoảng từ 53 đến 55.000 -55 đồng 1 kg, tăng 5.000 đồng 1 kg so với tháng trước. Cũng tại Bến Tre, những ngày nắng nóng vừa qua đã khiến thị trường dừa tăng mạnh. Cụ thể, Hiện dự uống các loại tại các cơ sở thu mua giá 60 đến 70 000 đồng một chục 12 trái, dừa sim xanh 90 đến 100 000 đồng một chục, dừa dứa 12 đến 15 000 đồng một trái. Thưa quý vị, theo nghị định 41 mới được công bố cuối tuần qua thì chính phủ sẽ đề xuất quốc hội giảm thuế thu nhập cho những người làm trong ngành công nghệ thông tin. Theo nghị định mới ban hành, chính phủ chủ trương sẽ giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho những nhân lực công nghệ cao làm trong ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam nhằm thúc đẩy lĩnh vực này phát triển. Cụ thể, đối tượng dự kiến được giảm thuế sẽ gồm có những người trình độ và kỹ năng thuộc khu vực dịch vụ công nghệ cao và quản lý công nghệ cao, những người vận hành thiết bị dây chuyền sản xuất sản phẩm công nghệ cao hoặc quản lý an toàn hệ thống thông tin. Chính sách này sẽ được trình Quốc hội để thông qua. Còn nhiều ưu đại khác dự kiến cũng sẽ được Quốc hội xem xét, trong đó những hoạt động của doanh nghiệp tại các dự án sản xuất nội dung số, dịch vụ phần mềm, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm, dịch vụ khắc phục sự cố an toàn thông tin hay bảo vệ an toàn thông tin sẽ được ưu đại thuế thu nhập doanh nghiệp như mức đang áp dụng đối với dự án sản xuất sản phẩm phần mềm. Những dự án đầu tư mới của lĩnh vực công nghệ thông tin thường xuyên có hơn 1.000 lao động sẽ được kéo dài thời gian áp dụng mức thuế doanh nghiệp ưu đãi là 10% trong 15 năm. quý vị trong chuyên mục tiêu điểm ngày hôm nay thì chúng tôi muốn đề cập đến câu chuyện về vấn đề đi lại tại thành phố hồ chí minh đã từng có không ít chuyên gia cho rằng việc đi lại giữa các điểm trong thành phố hồ chí minh mất quá nhiều thời gian vì kẹt xe trong khi người dân ít có lựa chọn nào khác hoặc đi xe buýt hoặc phải đi bằng taxi hoặc đi bằng chính xe cá nhân của mình. Trong khi công suất vận tải của hệ thống xe buýt mấy năm qua chỉ dậm chân tại chỗ quanh mức 10%, trong khi nhu cầu đi lại của người dân thì lại ngày một tăng cao. Trong bối cảnh đó thì buộc người dân phải tự giải quyết nhu cầu đi lại bằng xe cá nhân và cứ thế thì giao thông trong thành phố cứ luẩn quẩn vì xe cá nhân cứ mỗi ngày một đồng. Giáo sư Nguyễn Thị Cành hiện đang giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện chủ yếu mỗi ngày đến trường giảng dạy, cô thường sử dụng xe buýt. Dù là một người rất ủng hộ việc đi xe buýt, cô vẫn chưa thể hài lòng với chất lượng phục vụ cũng như lộ trình xe buýt hiện tại. Người ta sử dụng xe gắn máy nhiều bởi vì đi xe công cộng không có thuận tiện bằng đi xe gắn máy. Nhưng mà mặt khác là cái ý thức của người dân Việt Nam nó quen không chịu đi bộ, không? Tức là từ điểm này qua điểm kia cũng cứ phải dùng xe đi ra chợ cũng phải chứ dùng xe, không? tức là nó nó chưa có cái thói quen là đi bộ thói quen đi bộ nó không phụ thuộc vào cái độ thông thoáng cái độ hấp dẫn của đường xá tức là nó mấy cái yếu tố liền thế nhưng cô Nguyễn Thị Cành vẫn là một trong số những hành khách ít ỏi của ngành giao thông công cộng của Thành phố Hồ Chí Minh đại đa số cư dân còn lại gần như sử dụng hoàn toàn xe gắn máy hoặc là ô tô theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh số lượng hành khách đi xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm đáng kể trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 từ mức cao nhất là 413 triệu lượt khách năm 2012 xuống chỉ còn 304,5 triệu lượt khách năm 2015. Cũng trong giai đoạn này, số lượng xe buýt mới của thành phố gần như không thay đổi đáng kể, tức không tăng, trong khi chất lượng của xe ngày càng xuống cấp. Do đây là loạt xe buýt được thay mới từ giai đoạn những năm 2005. Đến nay, hệ thống xe buýt này đã hoạt động hơn 10 năm. Chính vì vậy mà liên tục trong nhiều năm qua, công suất vận tải của hệ thống xe buýt toàn thành phố chỉ mới đáp ứng khoảng 10% nhu cầu đi lại của người dân. 90% nhu cầu đi lại hiện đang phụ thuộc chủ yếu vào phương tiện cá nhân của chính các công dân trong thành phố. Và số lượng xe cá nhân này cũng đang ngày một gia tăng mạnh cùng với nhu cầu đi lại của người dân. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh, chỉ riêng trong năm 2015, người dân thành phố đã đăng ký mới 323.000 xe gắn máy và 49.000 ô tô các loại. Tính ra trung bình cứ mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 1.000 xe máy và 100 chiếc ô tô được đăng ký mới. Theo lý giải của các chuyên gia, sở dĩ xe cá nhân tăng mạnh, một trong những lý do chính là người dân phải tự giải quyết nhu cầu đi lại của mình trong bối cảnh phương tiện công cộng của thành phố không thể đáp ứng được nhu cầu về số lượng, lẫn chất lượng và lộ trình đi lại của cư dân. Muốn thu hút được thì mình lại phải có chất lượng tốt để mình cạnh tranh. Không? Tức là nếu như tôi có hai cái xe buýt cùng tuyến đó mà cái xe buýt uh, số 1 nó tốt hơn tôi sẽ chọn xe buýt số 1 chứ không chọn xe buýt số 2. Như vậy thì tạo ra một cái cạnh tranh về chất lượng. Cái, cái độ an toàn cũng rất là quan trọng. Cái, cái dịch vụ tốt cộng với cái độ an toàn. Mà độ an toàn nó phụ thuộc vào nhiều thứ, vào quân người điều khiển, vào cái hệ thống giao thông đi lại để sử dụng các cái trạm, các cái cái cái, cái bến. Không? thì đó là quan trọng thì có cái có cái thuộc về doanh nghiệp thì doanh nghiệp người ta phải đào tạo con người người ta phải có xây dịch vụ chất lượng tốt còn có cái phụ thuộc vào thành phố và cuối năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thậm chí từng có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng như các đơn vị liên quan cần đưa giải pháp cấp tốc để hạn chế phương tiện xe cá nhân tăng quá nhanh. Theo quy hoạch mạng lưới phương tiện giao thông công cộng của thành phố, tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có đa dạng các loại phương tiện hiện đại, bao gồm hệ thống 8 tuyến metro, 8 tuyến monorail và các tuyến xe buýt nhanh BRT. Thế nhưng, tính đến thời điểm tháng 5 năm 2016, các hệ thống metro, monorail và BRT đều chưa có. Hiện thành phố mới chỉ có một tuyến metro đầu tiên là tuyến Bến Thành – Suối Tiên đang được xây dựng, dự kiến đến năm 2020 mới có thể hoàn tất và đưa vào khai thác. Song song đó, thành phố sẽ triển khai tiếp tuyến số 2 Bến Thành – Tham Lương và tuyến số 5 giai đoạn 1 – các tuyến còn lại vẫn chưa biết thời gian triển khai vì thiếu vốn. Đối với hệ thống monorail, hiện tại thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa thu xếp được vốn. Riêng đối với hệ thống xe buýt nhanh BRT, tức các loại xe buýt có khả năng vận chuyển một lượng lớn hành khách và tốc độ cao hơn xe buýt thông thường, thì đến thời điểm này cũng mới chỉ có một tuyến BRT trên đại lộ Võ Văn Kiệt, được gọi là dự án giao thông xanh, đã tìm được nguồn vốn tài trợ từ Ngân hàng Thế giới. Các tuyến khác hiện vẫn chưa có vốn và cũng chưa thể ấn định được thời điểm nào sẽ triển khai. Chính vì thế mà từ đây đến năm 2020, tức trong khoảng 5 năm tới nữa, hệ thống phương tiện công cộng của thành phố cũng gần như chỉ phụ thuộc duy nhất vào hệ thống xe buýt hiện hữu. Chính vì thế mà các chuyên gia giao thông cho rằng, giao thông thành phố sẽ chịu một áp lực rất lớn nếu hệ thống xe buýt công cộng không được đầu tư và bố trí một cách hợp lý hơn, mà cụ thể trước mắt ở đây là xe buýt. Tôi nghĩ rằng là các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong vấn đề quản lý vận tải công, công cộng không phải là nó có thể áp dụng ngay mà nó đã quá trễ này đúng ra là chúng ta phải triển khai cái này từ rất là lâu à, việc à, sử dụng toàn bộ hệ thống quản lý bằng thủ công hiện nay làm cho cái hiệu quả của vận tải của việc trợ giá rất là thấp và nó làm tác động ngược lại dẫn đến tình trạng là số lượng hành khách đi phương tiện vận tải công cộng đang giảm xuống do đó chúng ta cần phải thay đổi biện pháp trợ giá và đồng thời là triển khai tất cả các giải pháp công nghệ thông tin càng sớm càng tốt. Ông Lâm Thiếu Quân cũng đồng thời có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu các giải pháp về công nghệ cho vấn đề giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông cho rằng một trong những giải pháp cần thực hiện sớm là áp dụng hệ thống giao thông thông minh vào giao thông thành phố. Nếu như áp dụng đúng cách có thể giúp giảm được 10% tình trạng kẹt xe hiện tại, đồng thời áp dụng các biện pháp về thuế, phí, phí đổ xe cá nhân trong nội đô thành phố v.v. Các khoản này, nếu được áp dụng bằng hệ thống thu phí điện tử, sẽ giúp giảm thất thoát và có thể được sử dụng để tái đầu tư trở lại vào hệ thống giao thông công cộng một phần. Biện pháp này có thể giúp giảm bớt áp lực ngân sách đầu tư của thành phố. Triển khai điều độ tốt đó, thì chúng ta sẽ không thấy tình trạng là hàng loạt cái xe nó đang chờ một thành cái dãy tường dài xe buýt ở tại một À, một nhà chậm chạm dừng à, như vừa qua hoặc là có những lúc mà không có xe nào đến đón cả và hoặc là bỏ tuyến hoặc là hoặc là bỏ khách vân vân thì lúc đấy sẽ không xảy ra nữa. À, việc điều độ, hệ thống điều độ là một cái xương sống của hệ thống quản lý vận tải hành khách công cộng. Nếu mà chúng ta triển khai tốt đó, thì nó sẽ làm giảm cái chi phí vận hành của toàn bộ hệ thống xuống à, có thể tới là 10%. Chúng ta thấy hàng năm chúng ta trợ giá 1 à, ngàn tỷ à, tổng cái số tiền vé lên tới khoảng hai 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 ngàn mấy trăm tỷ thì chúng ta thấy rằng là việc mà tiết kiệm được 10% phần chi phí vận hành nó là cái giá trị rất là lớn thứ hai là chúng ta cần phải triển khai hệ thống vé trên hệ thống vé này chúng ta đo đếm à, số hành khách à, khoảng à, điểm lên điểm xuống khoảng cách đi lại từ đó chúng ta có một cái hệ thống tính toán trợ giá cho chính xác cho đúng đối tượng và khi đó thì người dân sẽ được hưởng lợi trong cái quá trình uh, uh, đi lại này. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là biện pháp kỹ thuật và các công cụ tài chính. Song song đó, cần phải có giải pháp mềm để khuyến khích và tối đa hóa công suất vận tải của xe buýt. Tức cần quyết liệt quy chuẩn hóa dịch vụ giao thông công cộng và bố trí luồng tuyến một cách logic. Có như vậy mới có thể khuyến khích người dân sử dụng xe buýt và hạn chế được tốc độ tăng trưởng xe cá nhân trong bối cảnh nhu cầu đi lại của cư dân ngày càng tăng cao mà phương tiện công cộng thì còn quá hạn chế. Thưa quý vị, đà tăng đã tiếp tục được duy trì trên cả hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch đầu tuần. Càng về cuối phiên thì chỉ số vn tăng tốc càng mạnh. Mặc dù vậy thì thanh khoản toàn thị trường vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Sắc xanh được duy trì khá tốt khi VN Index bước vào phiên giao dịch đầu tuần, số lượng mã tăng giá chiếm dần ưu thế trên toàn sàn. Mặc dù vậy, thị trường vẫn thiếu tính bứt phá do các mã vốn hóa lớn vẫn có sự phân hóa, hoạt động giao dịch ở mức thấp trước tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Chuyển sang phiên chiều, VN Index bắt đầu tăng tốc mạnh hơn, nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu là VCB của Vietcombank và bất động sản với sự bứt phá của Vincom đã góp phần đẩy chỉ số tăng điểm tốt. Dòng cổ phiếu chứng khoán với HCM và SSI tiếp tục duy trì đà tăng, mặc dù vậy thanh khoản trên sàn vẫn chưa thực sự được cải thiện. Khép phiên, VN Index tăng hơn 6 điểm lên mốc 614,5 điểm, khối lượng giao dịch trên 110 triệu đơn vị, tương đương gần 1.900 tỷ đồng. Chỉ số HN Index của sàn Hà Nội cũng diễn biến tích cực trong phiên đầu tuần, mặc dù đã có lúc dằn co vào thời điểm cuối phiên. Các cổ phiếu chủ chốt giữ vai trò chính trong việc giữ sắc xanh cho thị trường. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch lại ở phần ở mức thấp. Chốt phiên, HN Index tăng nhẹ 0,17% lên mốc 81,53 điểm, thanh khoản đạt trên 590 tỷ đồng, ứng với gần 52 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Quý vị mời quý vị tiếp tục giữ màn hình để đến với phần tin tức đáng chú ý tại châu Á. Nhật Bản hoãn kế hoạch tăng thuế do doanh thu bán lẻ giảm thứ hai liên tiếp trong năm nay. Sắp có thị trường giao dịch trực tiếp won nhân dân tệ tại Thượng Hải.